Để thực hiện cái phần thực hành thì thông thường là mình sẽ sử dụng phần mềm Mudcat. Thì có một cái hướng dẫn sử dụng phần mềm Mudcat rất là hay ở trên YouTube. Chúng ta chỉ cần vào trong trang trong kênh YouTube của khoa công trình Đại học Hàng hải Việt Nam, xong rồi đến cái mục có tên là hướng dẫn sử dụng phần mềm Mudcat thì chúng ta sẽ vào đấy. Thì trong đó có tất cả là 13 bài hướng dẫn rất là hay của thầy Phó giáo sư tiến sĩ Đào Văn Tuấn, hiện là trưởng khoa công trình Đại học Hàng hải Việt Nam. Thì ở đây chúng ta có cái bài đầu tiên là bài thứ hai. Nhưng mà bởi vì là trong thời gian gần đây thì có một cái phần mềm là phần mềm Python rất là phổ biến. Thực ra nó là một cái ngôn ngữ lập trình rất là phổ biến. Thì tranh thủ cái lần này thì mình sẽ tìm hiểu về Python và tìm hiểu Python dựa trên cái bài bài giảng Mastercard của thầy Tuấn. Thì mình sẽ mở cái bài số 1 này là giới thiệu chung. Thì mình đã xem là cái bài số 1 này thực ra là chỉ giới thiệu về Mastercard thôi, thì mình sẽ bỏ qua. Mình sẽ đi thẳng vào bài số 2 là biểu thức và hàm. Thì mình sẽ để nó sang một bên đây, để sang một bên cạnh này để mình cũng bắt đầu. Cái phần đầu tiên mình cái cách học Python trong cái phần này là mình sẽ học. Đấy, mục đích của mình là mình vừa muốn ôn tập lại Mastercard và mình vừa muốn tìm hiểu Python luôn. Bởi vì nếu mà cái gì mà mình có mục tiêu của mình là cái gì mà mình có thể sử dụng được Python thì mình sẽ sử dụng Python. Còn nếu mà mình một số cái mà mình muốn sử dụng trong Python nhưng mình chưa làm được thì mình sẽ quay về mình sử dụng Mastercard. Tại vì mình cũng tương đối là mình cũng đã sử dụng nó rồi, là mình thấy là nó cũng là một phần mềm rất là mạnh, Mastercard cũng rất là mạnh. Thì cái phần đầu tiên mà thầy Tuấn hướng dẫn ở đây đó là cái phần sử dụng Mastercard như một cái công cụ máy tính bấm tay tính toán đơn giản. Thì để xem là ở trong Python thì mình có thể sử dụng như một cái công cụ máy tính bấm tay đơn giản như thế nào. Thì để mà thực hiện cái phần Python này ấy, thì mình để mà tìm hiểu Python này thì mình sẽ vào đây mình sử dụng cái thực ra mình đã cài đặt cái phần mềm ArcGIS. Thì trong phần mềm ArcGIS này thì nó có cái phần là Python Command Prompt. Thì khi mình bật cái Python Command Prompt lên ấy, xong mình vào trong cái phần này, xong mình gõ vào Spider. Thì khi mình gõ Spider vào ấy, thì nó sẽ tự động nó chạy cái Spider lại cho mình. Và nó vào trong phần này và mình tạo ra cái file này để mình làm cái phần này. Thì phần đầu tiên này là sử dụng Python như một cái máy tính bấm tay. Thì nó rất là đơn giản. Mình muốn tính 12 cộng 2 thì chỉ cần gõ 12 cộng 2 thì nó cho ra kết quả luôn đây. Thì trong cái này nó là cái gọi là Spider Editor. Thì nó có hai phần, một phần là mình có thể nó có nó cho mình tạo ra một cái file là .py.pi này. Thì nó là một cái Python script, một cái file chứa các cái mã lệnh Python. Ở bên phải đây nó có một cái gọi là console. Thì mình có thể gõ cái dòng lệnh Python vào đây trực tiếp và nó sẽ chạy trực tiếp và hiện ra kết quả ngay lập tức ở đây. Thì rất là đơn giản, mình có thể tính như vậy, mình có thể tính các phép toán khác như là phép toán này 12 cộng với 4 chia 2 nhân 3 cộng với 5 chẳng hạn. Mình thấy là nó cho kết quả giống hệt như là kết quả mà ở trên cái video hướng dẫn của thầy Tuấn. Mình cố gắng sử dụng các cái ví dụ giống hệt như ví dụ của thầy Tuấn để cho mình thấy được là cái sự giống nhau và khác nhau của Python và Mastercard. Và mục đích của mình, quay lại mục đích của mình cuối cùng là mình muốn học Python và mình xem là cái gì mà bây giờ mình có học mình có thể làm được bằng Python, còn nếu không mình sẽ quay lại thực sự sử dụng Mastercard. Một cái nữa là cái này cũng là tính toán, nó phức tạp hơn một tí. Thế nhưng mà cũng chỉ là các phép toán đơn giản thôi, cộng rồi chia rồi nhân rồi các thứ. Thì đây chúng ta có phép toán là cộng cộng mà trong Python là đơn giản là một như thế này, trừ là như thế này, chia thì cũng vậy, và nhân là như thế này, nhân là dấu dấu sao, dấu sao. Thế còn số mũ là gì? Số mũ ở trong Python thì là thực ra là hai dấu sao. Chúng ta có ví dụ như là 5 mũ 2 là bằng 25 chẳng hạn. Thì nó sẽ cho kết quả là 25 như thế. Đấy, còn 2 mũ 3 thì bằng 8 chẳng hạn. Thì nó cho kết quả là 8 như vậy. Đấy là các cái phép toán cơ bản trong Python. Mình sang phần tiếp theo là cái phần biến hình thức, gán giá trị, biểu thức chưa biến ở trong Python. Thì ở trong Python ấy thì ở trong đây nếu mình nhìn vào cái bài giảng của thầy Tuấn thì mình thấy là mình có thể gán các cái giá trị ở trong Mastercard bằng bằng dấu hai chấm và nó sẽ tự động cho mình cái ký hiệu là hai chấm bằng và nó sẽ tự động gán cái giá trị đấy vào trong một cái biến nào đó. Thì để xem trong Python thì mình sẽ làm thế nào. Thì ở đây mình sẽ gán A này thì bằng 3, B bằng 5. Ở đây mình sẽ đã lập sẵn rồi để cho nó tiết kiệm thời gian. Thì mình sẽ chạy nó bằng cách là để mà chạy cái này thì mình có thể dùng cái phím tắt. Nó có để mà chạy cả file thì mình dùng F5 ở đây. Còn nếu mà để chạy mỗi cái dòng này thôi ấy, thì mình sử dụng F9. Thì mình sẽ chạy F9 ở đây. Thì lúc đấy nó sẽ chạy cái dòng này. Và nếu như mình gọi A ở đây, nó sẽ cho kết quả là 3. Tương tự như vậy, mình chạy B, C và chạy. Nếu mình muốn tính một cái biểu thức
SC thì bằng A nhân B thì mình sẽ dùng cái phương thức như thế này. Và lúc đó nếu mình đánh vào SC thì nó sẽ cho ra cái giá trị là 15. Có nghĩa là A nhân B bằng 15. Và để in kết quả ra ở trong Python ấy, thì mình sử dụng cái lệnh gọi là lệnh print đây. Chỉ cần print xong là mở ngoặc đóng ngoặc cái biến mà mình muốn in kết quả ra ngoài ở trong ngoặc. Đấy là một cách để mình gán cái giá trị cho các biến. Cách thứ hai để cho nó tiết kiệm cái không gian ở trong cái file mã lệnh ấy, thì mình có thể dùng cái cách là mình nếu bây giờ mình muốn gán cho ba biến ABC đồng thời ba giá trị cùng một lúc, thì thay vì sử dụng mỗi một cái biến một dòng thế này thì mình có thể thay đổi chuyển sang cái dạng là A.B.C thì bằng 2.3.5 như thế này. Sau đó mình kiểm tra thì mình sẽ cho thấy là A sẽ bằng 2, B sẽ bằng 3 và C sẽ bằng 5. Và nếu mình tính SC thì mình sẽ được SC sẽ bằng 6 bởi vì nó là 2 nhân 3. Đấy là những cái phép toán đơn giản. Thế còn nếu mà cái biểu thức chứa nhiều phép toán phức tạp thì làm thế nào? Giống như cái ví dụ tiếp theo của thầy Tuấn. Thì ở trong MATLAB thì rất là hay, rất là tiện. MATLAB mình thấy nó vượt trội hẳn hơn ở cái này. Đặc biệt những cái phép toán phức tạp ấy, mình chỉ cần gõ vào thôi, xong rồi nó sẽ tự động nhận phân số rồi là các thứ số mũ rồi các thứ rất là thông minh ở trong MATLAB. Ở trong Python thì để đơn giản thì mình để mình định nghĩa cái biểu thức D này chẳng hạn, thì mình sẽ dùng hai cái biểu thức có tên là D tử số và D mẫu số. Sau đó mình sẽ tính D bằng tử số chia cho mẫu số. Thì trong đó D là cái biểu thức này, tử số, và đây là biểu thức mẫu số. Thì như vậy là trong cái biểu thức này thì mình thấy có xuất hiện một số các cái phép toán phức tạp hơn. Đó là phép toán logarit cơ số 10, phép toán sin cos, rồi phép toán logarit cơ số E hay là log lên E. Thì ở trong Python nếu mà mình gõ vào sin chẳng hạn, sin của 10 này, thì nó không hiểu. Nếu như nếu mà trong MATLAB mà mình gõ vào sin 10 thì nó sẽ hiểu là đấy là gọi hàm sin ra và tính toán. Thì đấy là cái khác của Python và MATLAB. Và để mà gọi hàm sin ở trong Python thì mình sẽ phải gọi một cái thư viện nó chứa cái hàm đấy. Thì cái thư viện đấy nó tên là math. Thì để gọi cái thư viện đấy thì mình phải gọi cái lệnh là import math. Thì lúc đấy muốn gọi hàm sin ra thì mình sẽ gõ là math này, xong rồi chấm này, xong rồi sin này. Thì lúc đấy mình có thể tính được cái giá trị của sin. Ví dụ như mình muốn tính sin của 90 độ chẳng hạn, thì mình sẽ tính là mat.sin 3.14 chia cho 2 thì khoảng bằng 1. Thì như vậy là trong math này ấy, thì nó có rất nhiều hàm toán học chẳng hạn. Thì để biết được là trong math thì nó có cái gì thì mình có một cái lệnh gọi là lệnh dir. Thì trong lệnh dir này thì mình chuyển gõ vào chữ math thôi. Mình gõ vào đây dir math thì nó sẽ liệt kê ra tất cả những cái hàm toán học có trong cái thư viện math này. Thì mình thấy nó có arc sin, arc cos, arc sin hyperbol, vân vân, arc tan. Nó có cos, có sin, có những cái hàm tan, logarit cơ số 10, logarit vân vân. Số pi nữa, mình gọi math này, dot pi này, thì nó ra số pi cho mình. Thì ở đây chúng ta có logarit cơ số 10. Logarit cơ số 10 ở trong module math thì nó là log 10. Còn logarit cơ số e ở trong module math thì nó là log như thế này. Log như này và không có cơ số. Sin thì chúng ta chỉ cần gọi mat.sin và cos thì cũng thế, mat.cos. Như vậy chúng ta sẽ có được cái tử số là cái này. Chúng ta sẽ gọi tử số xong rồi đến mẫu số. Thế mà tính ra kết quả thì sẽ có tử số là cái này, mẫu số là cái này. Và bây giờ D thì bằng tử số chia mẫu số. Nếu đấy gọi D ra sẽ được là 2.4. Không biết có giống với kết quả của thầy Tuấn không? Hình như không giống. Lý do không giống là bởi vì là mình đã định nghĩa lại cái ABC. Tại vì cái kết quả của cái này nó phụ thuộc vào ABC ở trên. Thế vậy mình sẽ định nghĩa lại cho nó giống cái giá trị ABC mà thầy Tuấn sử dụng. Thì khi mà mình định nghĩa lại như thế thì lúc đó mình sẽ chạy lại cái này, mình chạy cái này và mình chạy lại cái D này, mình in lại cái D thì nó sẽ cho là 6.483. Như vậy là chính xác giống như là trên cái video của thầy Tuấn. Tương tự như vậy mình muốn tính một cái biểu thức khác, nó có cái logarit cơ số 10 là đây, H này thì bằng 6 này trừ đi C nhân với 2 mũ 3 nhân với cả logarit cơ số 10 của 12. Mình chạy cái này xong mình gọi hát ra thôi thì nó sẽ ra được cái giá trị là 0.719, giống như là trong MATLAB là tính. Thì đấy là biến hình thức, là cách mà chúng ta gán các cái giá trị cho biến và cách gọi các cái hàm toán học ở trong Python. Cái phần tiếp theo là hàm số ở trong Python như thế nào, cách sử dụng hàm số ở trong Python.